Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Clip ngày hôm nay mình sẽ làm về khẩu M4A1 Noble Gold, hay còn gọi là Noble Gold. Mình chẳng biết tiếng Anh nó đọc là gì, nhưng mà mình hay gọi là Noble Gold cho nó nhanh. Thì đây là tiếng Thái mà mình chẳng biết thông số nó như nào cả. Đây là mấy cái thông số mình sẽ so sánh với cả mấy khẩu M4A1 khác nhá. Còn mấy cái đặc tính rồi thông số linh tinh thì nó ghi bằng tiếng Thái, mình chẳng biết là cái gì cả. Còn này thì nó không có kin mắc. Dòng vũ khí tím mà. Mình tưởng là súng VIP cơ. Hóa ra là không phải súng VIP. À quên, nó là dòng súng vàng. Súng vàng nhưng mà không phải VIP. Đấy, nhìn bề ngoài thì nó cũng khá là ok, đẹp hơn cái khẩu M4 Giang Gần ở bên Việt Nam mình. Rồi, không để mọi người đợi lâu thì mình đã mang vào trong chế độ đánh đây. Cái tên bên kia thì lúc nãy mình có chơi mấy trận thì mình cũng gặp rồi. Tài ở bên Thái nhưng nó vẫn chưa phát triển hay sao ấy. Phải chờ mãi mới thấy một cái trận đấu rank cơ. Chờ mãi mới vào được một trận đấu. Mà team thì toàn team giống nhau thôi. Bụ bụ, sung lên. Sung lên nào. Thì hồi chiều có máy. Thôi xong rồi, biết ngay mà. Chán quá. Đấy, lại gặp lúc đấy mình gặp mấy cái bọn này rồi. Nó chơi ở cái map bão sa mạc tuyết ấy. Nó dùng cái khẩu có khẩu súng snip gì bắn liên thanh, bắn một phát chết luôn, bắn cho team mình bị sml gặp 2-3 lần rồi. Nên lần này là lần thứ 3 đấy, không biết là trận này có thắng được hay không. Không, mà 4A1 này thì đang được tặng free để cho anh em trải nghiệm. Mình không nhớ rõ là mấy ngày nữa, hình như là 2-3 ngày gì đấy. Rồi, bom rơi rồi. Nhìn bên nhìn vẻ đẹp của nó thì rất khá là ok, khá đẹp này, vàng này, trắng với cả xanh này. Phải nói là cổ này khá là đẹp, quá đẹp luôn, không còn từ gì để chê nữa. Nó mà có thêm mấy cái tia tiêm một vòng vàng mà bên quanh nữa, xung quanh nữa thì thôi, cổ này chắc là mình đánh giá 10 điểm luôn ấy. Mà lại không có nó bị đau ấy, nó có màu xanh xanh giống như kiểu mà 4A1 Transformer. Rồi, chết tươi rồi. Nó không có làn khói xanh xanh nhưng mà nó có một tí tí ở ngay trên đầu súng thôi. Cổ này thì mọi người hay bảo trên bản PC thì trên máy tính ấy thì mọi người hay gọi đây là khẩu fake của dòng M451 Transformer. Không biết là cái kiểu bắn ở bên Thái nó có giống, không biết nó có giống bên Việt Nam mình hay không, mà mình thấy nó khác của gì. Bắn nó khó, bắn địch thì khó chết, và địch nó bắn mình tầm 2 viên chết tươi. Vãi đái, thề luôn. Bắn còn kinh tởm hơn là bên ở Trung Quốc. Không hiểu bọn này mà của Vina Game mà không biết là có hack hay không. Này, tao phải chào thù mày, lúc này bắn ông ở hành lang. Tao phải chào thù mày, bắn mãi không trúng phát nào. Thì không, ở 4A1 này mình không biết là nó không phải là VIP. Do nó không phải là VIP hay là như thế nào mà mình thấy bắn nó giật cực kỳ luôn. Giật hơn là khẩu ở 4A1 Transformer. À quên mất, đây là bản CF Mobile Thái Lan nhá. Không, mọi người lại nhầm, à Noa này. Lên Noa 1. Úi giời. Rồi, chết luôn em này. Cổ này không có kim mắc rất là ghét. Sau này kiểu gì nó cũng update cái key mark cho khẩu này thôi. Mọi người nếu mà ai chơi bản Thái thì không cần phải lo lắng nhiều đâu. Mà mình nghĩ chắc cũng chả có ai chơi mấy đâu. Riêng về cái mấy cái chế độ mà đấu đơn tự do lúc nãy mình có vào mình bắn thử ấy, chờ mãi còn chả có phòng mà vào ấy. Kể ra mà bản Việt Nam mà nó giống như bản Thái thì có phải ngon không? Súng này rõ là đẹp, giống như kiểu AK-47 VIP ở bên mình ấy. Cái khẩu AK-47 VIP mà nó giống như VIP Inferno ấy. Có muốn chơi VIP không ấy, chứ không phải VIP Inferno đâu. Đấy, ở bên Thái này nhìn nó rất là đẹp. Nó cũng vàng vàng này này. Nếu mà đã đổi màu ấy, mà đã đổi màu thì hãy đổi màu cho đẹp. Chứ Vida Game bản Việt Nam mình nhìn chán. Đổi màu súng đỏ chất tròn trọt. Nó nói hết cả mắt. Cái giá đổi này phải ngon không? Đây là nó cho Vida Game ở bên Thái, nó cho trải nghiệm free mấy ngày thôi. Cũng giống như khẩu AK-47 Noble Gold ở trong phiên bản Thái này, đợt trước nó cũng tặng cho đấy. Tặng cho thử mấy ngày thôi. Đợt trước mình cũng có làm clip về khẩu AK-47 cái dòng Noble Gold này rồi. Anh bạn nào mà xem lại thì tra phát có ngay. Trang phát AK-47 Noble Gold, xong rồi ghi có thêm chữ Tony phát là sẽ ra ngay clip ấy. Này, cái cách nhấp đạn các thứ thì nó giống hết M4 Transformer nhá. Nhưng mà vấn đề là khẩu này bắn nó rất là giật. Bắn M4 là một Transformer rất là giật. Ván thứ 3 của mình. À đâu, ván thứ 4 đi rank của mình.
chả biết là có làm nên trò trống gì hay không. Em đi chậm vào B xem. Thế bố này không ai thủ B à? Và nó khá là đẹp. Khẩu này mà không có cái chữ VIP thì nó rất là phí. Nhìn đẹp hơn cái khẩu M451 rồi, nên gần với cả khẩu M451 Stalnic. Cũng là hàng VIP mà khẩu này nó khác hẳn. Nó khác bọt hẳn. Đây nhìn đẹp hơi đẹp. Việt Nam mình xấu quá. Nó sắp ra cái chế độ sinh tồn ở bản Việt Nam. Chả biết là khách nó có vào hay không. Không biết là có. Úi rồi, ngồi đây này. Rồi ngồi đây thì em chết tươi đi em ơi. Rồi xe này nó chạy ngay trên A sao, ngay phía phần xe này. Úi biết ngay mà. Ô, con lại làm gì này. Ở bên kia chắc chắn đã đi tiêm rồi. Mình thấy đợt mấy ván lúc nãy thì mình thấy đi theo team cùng clan vào. Đang tặng cho free mấy ngày nên thấy ai cũng cầm khẩu này. Thôi bán cho cẩn thận. Không lại chết. Mất thời gian ra. Cố gắng làm nhanh xong rồi đăng clip cho anh em xem. Cái ông chủ ác này có cái tiếng gì vừa bắn bị lag. Cái ông chủ ác này thì không cày mà. Thế là thấy có cái sự kiện nó tặng cho khẩu này nên bảo mình vào làm, vào ác ấy vào làm. Mình vào thì không có giáp, không mũ, cũng không có nhân vật luôn. Rất là ấy, là mình cũng phải mất một thời gian khá lâu ấy, cũng khá một thời gian đấy. Là mình phải đi cày kim cương để mua giáp với cả mua mũ. Chứ không có hai cái đấy. Này cộng thêm con nhân vật xấu ác, người nó to đùng này và nó bắn cho sấp vào lờ. Thôi, cố lên. Cố gắng lên, phải trả thù các bạn kia. Nãy cũng có những cảnh cân tim ấy, nhưng mà đồng đội mình chán quá. Ở bên này mà người ta chưa hay chơi cho mày này nó người ta không hay chơi đâu nên người rất là ít. Những cái trận mà bạn gặp mà trùng team thì khá là nhiều, điển hình như là mình này. Ô thằng lúc nãy nó chạy đâu ta, nó chạy từ hành lang đi đâu cả hay như nào chết tôi rồi cả. Mình chưa xem bảng xếp hạng nhưng mà mình đi gặp hiếm lắm mới thấy VIP 7, VIP 8. Còn đâu toàn là mấy cái VIP bình tĩnh như VIP 2, VIP 3 thôi. Nhưng mà bắn nó kinh tởm thật đấy. Có thằng thì toàn headshot. Bắn AK-47 VIP trên phố mới. Mà nó bắn mình toàn headshot. Quay đài, bắn đồng đội mình cũng toàn headshot. Mình nghĩ là không phải hack đâu. Do người ta bắn hay nên thế thôi. Trời ơi, chết cha đi đi. Mày chạy đâu? Mày chạy nhanh đấy. Úi đừng. Trời ơi mày thi. Cứ tưởng là đồng đội nó ném quả bom nổ thì thôi, chắc là mình bay. Còn có 4 HP. Không biết làm ăn được gì không. Chán lắm, không hiểu tiếng Thái, cũng chả hiểu bọn Thái nó nói cái gì, cũng không hiểu bọn nó chat cái gì. Đấy, cái thằng kìa. Thằng kia nó dùng khẩu slip mà bắn liên thanh kìa. Khẩu đấy bắn một phát chết luôn đấy. Hình như chưa được fix cái sao á. Bắn một phát chết luôn. Nó bắn mình ở cái map bão sao mà tuyết, bắn từ mid nó bắn lên đồng đội mình chết hết. Cày. Thôi kệ trai đi. Rồi. Cầm xe đi. Úi ngay dưới hồi sinh nó này, ngay dưới hồi sinh nó lên này. Mày vào B không? Không vào B rồi. Trời ơi, chết. Chết rồi. Trời ơi quả lỗi quá, mình nhảy nằm cho nó biết vị trí của mình. Trong B1, trong B, bên trái kia. Chán lắm. Không sao, cố lên anh em ơi. Mới hôm nay mình bận quá nên là không ra đều clip cho anh em xem được. Hôm nay mới được nghỉ đây. Được nghỉ rảnh thì làm clip cho anh em xem. Cố gắng làm nhiều clip đăng lên để bù lại những clip mà hôm qua hôm kia không thể đăng được cho anh em xem. Trời mày vào đây. Thằng cờ hó này bắn khẩu óc lợn này. Này slip này. Khẩu này không phải là khẩu slip óc lợn nhưng mà bắn nó cũng ghê khá được chế. Hết bom khói rồi. Đây. Mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp khẩu này, khá đẹp đúng không? Mình thấy nó còn đẹp hơn là khẩu khẩu Noble Gold ở trong phiên bản Sep Mobile trong phiên bản Sep PC, phiên bản trên máy tính ấy. Mình thấy nó còn đẹp hơn. Cũng là cùng một cái tên mà khẩu này đẹp hơn.
Vào B đi, B trống này, bố kia bố cứ bom. Cổng bom hành lang vãi đai thật đấy. Rồi lại ra ta bắn thẳng vào mặt mày. Tay thì cầm bom. Đấy. À, mày hồi sinh nhà mày này. Rồi chết tương em rồi. Bom B đi, bom B đi, thằng kia. Trong phiên bản Thái Lan này thì thường nếu mà bạn đi lẻ, mình chơi thử mấy ván thì thấy nếu mà đi lẻ thì nó sẽ ghép cho vào những người đi lẻ. Đấy là đồng đội đi lẻ thôi nhá. Còn đồng đội đi lẻ, những ai mà đồng đội đi lẻ ghép thành một team ý, xong rồi ghép vào một cái team team địch nó cũng đi theo team, chứ không đi lẻ như là bên phía bên mình. Chán lắm à. Thôi thua, cạn lời đồng đội. Bó tay B thì trông báo từ nãy đến giờ. Ủa, chết thật đấy. Sau đây anh em nhớ là mình vừa mới bị lỗi cái phần mềm qua màn hình, thế là phải thoát ra bật lại thì nên bị mất một đoạn. Cạn lời, địch cho đến tận mặt rồi vẫn cố, vẫn cố chảy cố cầm cái khẩu snip để bắn. Ê, nổ A này, nổ B này. Này thì nổ B này, vào đây, vào đây. Cửa B còn một này, cửa B còn một. Làm sao mà thoát được. Còn thằng nổ B thôi. Còn một thằng nổ B nữa. Mình biết là đấy, vẫn đang trong nổ B này. Cho có mù, thế xong rồi mình sẽ nhảy lên. Mình chui vào trong nổ B xong bắn nó. À, mù đi em ơi, mù đi. Này thì chết này. Ô, nhảy cũng được đây. May đây. Tải thật, ấn nút nhảy không được. Cạn rồi. Nổ B kìa, nổ B kìa, nổ B ra kìa. Rồi chết tiêu mà em rồi. Đấy, lâu lâu mới làm clip lại mà bắn nó chán thật đấy. Ba hôm vừa rồi thì mình có hai hôm trước thì mình không on ở bản xem mobile Việt Nam. Còn mới hôm qua, tối hôm qua mình mới on thôi. On được một tí, on được mấy chơi cùng anh em mấy ván xong lại đi ngủ. Rất là bận, về rất là mệt. Mình cũng không có thời gian chơi nữa. Mày này, mày này, chạy đâu hai con cỏ này. Thằng kia nó đổi thành nó đổi từ snip lên súng gì rồi ấy kìa, súng lên tanh rồi sao ấy. Clip này mình chủ yếu review súng cho anh em xem thôi nhá, chứ còn bảo mà bắn chắc là do mình mới mà không chơi, hoặc là do phiên bản Thái như thế nào nó chơi khác thì mình bắn nó ngu người lắm. Ok, mình cũng dừng clip review đây thôi. Mọi người xem clip thấy hay thì nhớ đăng ký theo dõi kênh và cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.